Hello, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay mình sẽ cùng với 500 anh em ở trong game Free Fire cùng nhau đi tắm biển Vũng Tàu nha. Gọi là bãi biển Vũng Tàu là các bạn. Bởi vì ở trong game GTA này nè, nó có một cái bãi biển trông cũng khá là giống so với bãi biển Vũng Tàu ở ngoài ha. Nên mình gọi như vậy luôn. Rồi, thì hầu hết tất cả những nhân vật ở đây đều là những nhân vật ở trong game Free Fire nha các bạn. Nào Corazon, đừng có chạy theo mình mà. Vãi chứ thanh niên Corazon này. Sướng nhất Corazon nha, chở gái các bạn ơi, chở theo Kelly kìa. Mình thì chở có ra vàng. Rồi không ổn đâu các bạn ơi. Mình xuống mình định đi giới thiệu mà có ra vàng, ở lộn có ra xanh chạy theo mình vậy nè. Chút nữa đói lắm các bạn ơi. Nên thôi bây giờ mình sẽ lên xe và bắt đầu chuyến đi Vũng Tàu luôn nha. Để một chút nữa mình sẽ giới thiệu lại sao các bạn. Chán ghê luôn. Hầu hết những nhân vật ở đây mình đã làm khá là nhiều video rồi các bạn ơi. Mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều luôn rồi ha. Cho nên bây giờ thôi lên xe đi phượt đi các bạn. Chạy như là chút nữa đói lắm. Các bạn thấy không? Mình mới xuống xe đi bộ có một chút thôi, chạy thành vòng tròn luôn. Chán mấy thanh niên này ghê luôn á. Để mình chỉnh lại buổi sáng nha các bạn cho nó giống. Rồi bây giờ là 6 giờ sáng các bạn, cho 5 giờ sáng đi. Rồi 5 giờ mấy gần 6 giờ sáng rồi các bạn. Đi Vũng Tàu thôi anh em ơi, đi Vũng Tàu thôi anh em ơi. Trật tự vào nha, trật tự vào nha. Chạy con xe Ram nha các bạn. Con xe này thì thông thường mình thấy mọi người chạy trong đường đua á, mà ngày hôm nay mình lấy đi phượt. Trời ơi, chút nó chạy đến bãi biển chứ mình nghĩ là cháy máy luôn các bạn. Khét máy luôn á. Chỗ này có một cái quán ăn nè. Sao không ai bán hết vậy? Chưa ăn sáng luôn các bạn. Định ghé vào đây ăn sáng mà về là sao? Chán ghê luôn á. Mình thấy mọi người chạy khá là ok các bạn. Nên bây giờ mình sẽ bật xe lên nha. Đợt trước là mình có một cái checkpoint, mình mở lên cho mọi người chạy theo checkpoint. Còn bây giờ khỏi đi các bạn ơi. Mình chạy lên đi. Mình thấy mọi người cũng chạy khá là đều và đẹp mà. Lần này thì mình nghĩ chạy sẽ là ok hơn lần trước nha. Các bạn nhớ lần trước đợt mà 500 em người nhà đi phượt không? Chạy phải nói đúng chén luôn. Một nhóm một chục chiếc xe, 20 người. Ơ gì đây? Tai nạn giao thông à? Kẹt xe ghê luôn các bạn ơi. À không phải không phải. Ui, lỗi đất rồi lỗi đất rồi. Mình tưởng nó là tai nạn giao thông chứ. Sao mà kẹt xe ghê vậy ta? Hướng đi vào vịnh Bắc Bộ các bạn. Kẹt xe khá là nhiều luôn. Kìa kìa, mọi người ơi, chạy xe cẩn thận nha. Đừng có giống như đợt trước. Một nhóm 20 người khi đi đến chỗ các bạn. Mới nghe tiếng nổ luôn các bạn ơi. Cái gì mà căng vậy ta? Mới chạy có một đoạn thôi à. Cái gì mà tùm lum tùm la vậy? À, cái gì vậy mọi người? Ôi, mấy con xe container này tự nhiên phát nổ các bạn. Thôi 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 thôi. Té thôi anh em ơi, té thôi anh em ơi. Mình thấy hình như là có một nhóm chạy riêng kìa các bạn ơi. Rồi mình sẽ đứng đây mình chờ nha. Không biết lý do vì sao luôn các bạn. Nổ liên tục luôn kìa. Mình nói cũng không xong nữa các bạn. Đang định nói với các bạn là một nhóm 20 người. Nhưng mà khi đi đến nơi á. Rồi xong phi luôn tai nạn rồi. Khi đi đến nơi thì còn đâu đó tầm khoảng là 4 đến 5 người thôi nha. Nên ngày hôm nay mình sẽ đi về đi các bạn cho nó ổn định. Hai thanh niên kia té xe rồi. Một khi đã té xe các bạn là họ bỏ xe luôn nha. Họ lên xe không được đâu. Rồi một nhóm thất bại. Phải với thanh niên đầu thỏ. Bỏ xe luôn các bạn ơi. Còn một nhóm bị kẹt phía sau nữa kìa. Thôi mình rời khỏi cái khu này thôi các bạn. Mình thấy nó có gì đó nó phức tạp rồi nha. Xe chở thùng dầu khá là nhiều luôn các bạn. Nổ liên tục luôn kìa. Mình đâu có sử dụng bắn mod gì đâu ta. Đây các bạn coi nè. Xe container chở theo thùng dầu khá là nhiều luôn. Mình nhớ là mình không có sử dụng bất cứ bản mod nào mà sẽ bám ra mấy con container luôn các bạn. Mà vậy là căng lắm nha, căng lắm nha. Rồi. Rồi đó các bạn ơi. Ổn định rồi, ổn định rồi. Đường ngày hôm nay xe khá là đông luôn. Bây giờ mình tạm tắt xe đi các bạn. Căng quá ta, căng quá ta. Rồi, mình tạm tắt xe nha. Ở đằng kia có thanh niên bị kẹt nữa chứ. Bây giờ nhóm mình chỉ còn lại như là 8 xe thôi các bạn ơi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hai thanh niên kia bị té xe. Với lại một con xe bị kẹt ở chỗ cánh đồng nữa các bạn. Rồi, bây giờ mình chạy từ từ về mình chờ mọi người luôn các bạn ơi. Đó, để mình dẫn đầu đoàn đi cho nó đẹp và đều các bạn. Để mọi người chạy lộn xộn nó không được đẹp ha. Chạy tùm lum tùm la. Rồi. Ủa sao con xe mình bật đèn? À được các bạn ơi, được các bạn ơi. Tại mình quên bật đèn ha. Mình tưởng là con xe mình bật đèn không được. Đó, xe Ram nhưng mà có đèn đàng hoàng nha các bạn ơi, đèn độ nha. Đủ thứ hết. Nói cái gì cũng được hết á các bạn. Rồi, tắt đèn. Nào, lên đầu, lên đầu, lên đầu. Ui. Lên đọc cũng được đó các bạn ơi, chạy đã lắm nha.
Đây bây giờ mình sẽ chơi cái kỹ năng này cho các bạn xem, mình chạy mình lạng lách nè, các bạn coi mọi người phía sau. Đó, giống như là đang đi kia bằng cái gì ta? Thông thường mà đá banh mà Việt Nam ăn á các bạn thì mọi người hay làm cái gì? À đi bão các bạn, à đi bão ha. Đó thì tụi mình cũng giống vậy nè. Đây, đang đi bão nha các bạn. Chạy lạng lách đánh võng các kiểu nè. Đó. Đó. Các bạn coi phía sau nó đều đẹp lắm nha. Nhưng mà mình phải chạy cẩn thận các bạn. Mình mà đụng vào cái lan can nè, tất cả mọi người ngã theo mình luôn nha. Đó. Tuy là đẹp nhưng mà nó cũng nguy hiểm lắm các bạn. À, đi bão, đi bão, đi Vũng Tàu sẵn đi bão lắm các bạn ơi. Thời tiết ngày hôm nay xấu dữ vậy ta. Phía bên kia thành phố mình thấy có khá là nhiều mây luôn các bạn. Bãi biển nằm ở hướng đó nữa chứ. Rồi, thanh niên kia đâu rồi ta? Ôi, kẹt ở đây luôn rồi hả? Cái gì kẹt ngoài bờ ruộng rồi các bạn? Rồi luôn xong phim rồi. Kẹt ở đây rồi. Còn chỗ này như là có hai người. Đây các bạn, hai thanh niên này bị bỏ lại thì không nói đi. Còn ở đây có một nhóm nè. Rồi, cũng bị té luôn các bạn ơi, bị té rồi. Như vậy là ngày hôm nay đi phượt nó cũng không có được ổn định cho lắm các bạn ơi. Mình đi tắm biển nó cũng không có được ổn cho lắm ha. Mình định là mình đi dẫn đầu đoàn nha các bạn. Đi một chục người đến tới một chục người luôn. Mà không ngờ vừa vào mấy con xe container nó bị nổ quá. Cái mọi người hoảng loạn các bạn. Bây giờ chỉ còn lại là 18 người. 16 người, 16 người. 8 chiếc xe, 16 người các bạn ơi. Rồi, lạng lách tiếp tục thôi các bạn. Mình thấy cái này cũng khá là hay nha. Nên thôi, chơi cái kỹ năng này luôn đi. Khá là vui đó các bạn. Đào. Đó. Lạng lách các kiểu. Chỗ này ổn rồi các bạn ơi. Nên bây giờ mình sẽ mở lên xe nha. Mình mà mở xe thì mình sẽ chạy đàng hoàng lại các bạn. Ôi ơi, đừng 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 đừng. Cái gì vừa mở lên xe gặp xe cảnh sát rồi. Mang cảnh sát ơi, để cho tụi em đi chơi một bữa đi mà. Mấy anh căng vậy. Ê. Căng luôn các bạn ơi. Kìa 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 kìa. Trời ơi. Chán vậy. Thôi bây giờ mình bỏ đường cao tốc đi các bạn. Để mình đi thử đường quê nha. Không biết là mọi người có đi đường quê được hay là không đây. Nào. Đi 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 đi. Xe cảnh sát đi rồi mà. Còn ở đó nữa. Một chút nó đụng xe nè. Ôi chán quá các bạn. Thôi tắt xe đi các bạn ơi. Mấy thanh niên này chạy phải nói đúng chán luôn á. Từ lứa hộp dưa. Rồi nhóm của tụi mình vẫn ổn định nha các bạn. Vẫn còn 8 chiếc xe nha. Đây, lên chỗ này mình mở xe lên lại đi. Mình chơi cái bảng mod này các bạn. Mình phải bật xe, tắt xe liên tục luôn nha. Bật xe hết thì nó chán lắm các bạn. Mà mở xe lên nhiều đoạn nó bị rối á. Nên mình bắt buộc mình phải tắt thôi các bạn ơi. Chứ mình cũng muốn để xe vậy lắm. Để xe vậy thì nó hay hơn. Đi đông đông thì các bạn nó hay hơn ha. Rồi mọi người chạy ổn định nha. Đừng có chen lấn. Chen lấn là té bây giờ nè. Ngày hôm nay đi chơi là một bữa cho nó trọn vẹn coi. Đừng có để cho nó rối như vậy, nó khó chịu lắm các bạn. Mình phải hoàn hảo lắm. Đi đến nơi sao mà cho nó hoàn chỉnh hết ha. Như vậy nó mới hay, nó mới vui các bạn. Đi đến nơi còn le que như là hôm bữa, phải nói đúng chán luôn. Chạy toàn té xe, chạy tùm lum tùm la không à. Rồi, đến đường này thì mình thấy khá là ok rồi các bạn. Rồi, ui, đụng xe hả? Mình thấy tông đít lẫn nhau các bạn, nhưng mà không sao, không sao. Mình tưởng đâu té xe rồi chứ. Rồi mọi người, đường ở trong đây khá là nhỏ nha. Mọi người chạy cẩn thận một chút. Không khéo là té sấp mặt cái lũ bây giờ. Ôi các bạn có thanh niên chạy xe đạp nè. Ôi, cơ bắp các kiểu hả? Gồng các kiểu hả? Rồi. Chạy rồi các bạn ơi, bây giờ mình chạy mình không ngừng nha. Mình chạy mình ngừng lại là mọi người đụng vào nhau liên tục à. Mình thấy rồi các bạn, mình thấy rồi. Chỗ này nó có một cái ngã ba này các bạn ơi. Rồi. Xong phim rồi. Tai nạn nữa rồi hả? Ôi ơi, tai nạn rồi các bạn ơi. Rồi, còn 7 chiếc. Trời ơi. Kelly xanh. Ồ lộn, con đang xanh với lại là Kelly các bạn. Buồn ghê luôn. Định có Kelly đi theo cho vui. Cô ra xanh chạy sao mà đụng xe tùm lum tùm la. Kelly nó té ra ngoài rồi các bạn. Mà mình chờ cho mọi người lên xe không được đâu. Mọi người cứ chạy bộ theo mình không à. Cho nên bây giờ là còn bao nhiêu mình đi bao nhiêu nha. Đó. Đoạn này được này các bạn. Tăng tốc hết mức luôn, tăng tốc hết mức luôn. 9 giờ sáng rồi. Đi từ nãy cho đến bây giờ 3 tiếng đồng hồ rồi các bạn. Hoài. Hơi bị dữ luôn nha. Mình mở Tây Ninh mình ra đến Vũng Tàu các bạn. Mình đi bằng xe
bốn bánh à, là mình đi đến nơi là cũng 3 tiếng 4 tiếng các bạn, có khi là 5 tiếng không chừng nữa. Mà mình không biết là ở trong game GTA mình nè, đi bằng xe máy gì mất bao lâu đây. Chứ mình thấy mọi người chạy xe là hơi bị khó chịu rồi nha, chạy tùm lum tùm la các bạn, loạn chọn các kiểu nè. Rồi đường vắng này anh em, đánh võng thôi anh em ơi, đánh võng thôi. Đường vắng thì mình đánh võng nha các bạn. Ơi con bò, anh em cứ chừng đụng bò nha anh em. Ơi ơi anh em cẩn thận cẩn thận. Rồi hên quá các bạn ơi, mình tưởng đâu những người anh em của mình đụng con bò rồi chứ. Đó, đường vắng thì mình đánh võng thôi các bạn, có biết làm gì đâu. Đó, chơi như vậy luôn. Ôi 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 ôi, từ 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 thôi, từ thôi. Tông vào cái đó là té sấp mặt. Đây, mình nghĩ là mình chạy được nửa đường rồi các bạn. Mình chạy đó tầm khoảng nửa đường rồi ha. Nửa đường mà mất 3 tiếng đồng hồ. Vậy mình nghĩ là mình đi đến Vũng Tàu, mình mất đâu đó tầm khoảng là 6 tiếng các bạn. Rất là giống như là ở ngoài mình đi xe máy luôn á. Ở ngoài mình đi xe máy mà từ Tây Ninh cho đến Vũng Tàu các bạn cũng có thể là 5 đến 6 tiếng nha. Rồi, bây giờ vào thành phố rồi. Vào thành phố thì mình khỏi checkpoint nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vận dụng theo cái khả năng trí nhớ của mình nha. Mình đi bằng cao tốc thì nó dễ lắm các bạn. Nên bây giờ mình thử mình chơi tryhard luôn. Mình đi bằng những đoạn đường mà khó khó đó các bạn. Như vậy đi. Đường cao tốc này thì các bạn chỉ cần đi theo cao tốc này các bạn chơi thẳng luôn. Là một chút nữa là mình đi ra đến ngoài bãi biển rồi các bạn. Mà chơi như vậy thì nó dễ lắm. Bây giờ mình sẽ thử cái tài trí nhớ của mình nha. Mình chạy loạn chọn trong thành phố luôn các bạn. Miễn sao một chút nữa mình chạy đến ngoài Vũng Tàu được rồi. Rồi, anh em chạy rất là đều và đẹp luôn các bạn ơi. Đây bạn ơi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chiếc. Còn là 14 người. Không sai các bạn. Được nhiêu hay nhiêu. Chán mọi người ghê luôn á. Chạy không có cẩn thận gì hết à. Mà cũng may các bạn là mình để cho cái bản mod này à, là tất cả mọi người chạy theo mình nha. Chứ mình để dạng như là checkpoint đó, mà anh em nó chạy thì mình nghĩ nó rối, rối nùi luôn các bạn. Là mình nghĩ từ nãy cho đến bây giờ là mọi người chết té hết rồi đó, không còn ai đâu. Cũng may là mình cho chạy theo mình vậy nè, nên nó đều và đẹp được nha. Chứ chạy mà anh em nó chạy thì thôi rồi luôn các bạn ơi. Cái đội hình nó xấu lắm. Rồi, đến đây quẹo xuống. Từ từ thôi nha anh em, từ từ thôi nha, từ từ thôi nha. Chạy chút nữa đến bãi biển chắc mình quăng xe luôn các bạn. Con xe này mọi người thông thường là chạy cự ly ngắn đó các bạn, mấy trăm mét vậy đó. Còn cái này mình đem đi mình chạy mấy km luôn. Đó, chơi khác người mà. Rồi, đầy đủ chưa, đầy đủ chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được rồi, được rồi. Ok. Chỗ này nó có một cái tiệm vàng này các bạn ơi. Tiệm vàng mà thông thường mình hay vào đó mình hỏi thăm mọi người ha. Ngày hôm nay đi tắm biển rồi, không có quậy đâu các bạn ơi. Nào anh em, đánh võng thôi, đường trống mà, thoải mái luôn các bạn ơi, thoải mái luôn. Đây. Bạn coi kìa. Chạy đánh võng đều và đẹp ghê luôn á. À, đến lần này thì mình quẹo qua các bạn ơi. Đó các bạn. Tuy là mình không nhớ đường nha, nhưng mà đi bằng điểm này đến điểm kia thì mình nhớ. Đó, đến bãi biển rồi, đến bãi biển rồi. Thôi lên đầu các bạn. Ôi, hồi nãy mình chạy mình quên lên đầu. Đó. Có một số bạn nhắn hỏi mình cách lên đầu ha. À, lên đầu là phím số 5 nha các bạn. Các bạn cứ đè phím đúp với lại phím số 5 thì nó tự lên đầu thôi. Đó. Đó, ui. Nào mọi người, sao dừng lại rồi? Ôi các bạn ơi, hình như chỗ kia có hai thanh niên bị té rồi hay sao á. Ôi, rồi. Chạy sao bị té rồi? Ai đây, ai đây? Ôi. Tự nhiên mình quên tên ngang rồi các bạn. Ờ, DJ Alok đúng không? Với lại là DJ gì đây nè? Ơi, hai thanh niên này. Hai thanh niên DJ tự nhiên chạy xe trong té luôn. Thôi buồn vậy, buồn vậy. Ờ, đoạn này xuống được hay là không đi ta? Hai các bạn, mình xuống bằng đoạn kia đi, mình xuống bằng đoạn kia đi. Rồi luôn. Vậy là nhóm của tụi mình chỉ còn lại đâu đó là 6. 6 chiếc xe thôi các bạn. Và 12 người nha. Đó. Mình nói với các bạn cũng may là mình tắt xe nè, mình để cho mọi người chạy theo mình. Là chạy cẩn thận lắm luôn á. Mà còn như vậy nữa. Rồi. Mình mà để cho cái checkpoint đó là chạy từ nãy cho đến bây giờ còn lại chỉ có mấy người thôi các bạn. Sao lần nào đi phượt cũng vậy hết ta, không có hôm nào mà cho nó im điềm nó đẹp hết các bạn. Toàn là gặp tai nạn à, đụng nhau nổ xe các kiểu té xe không, chạy tùm lum tà la tà lư hột dưa hết, chán mọi người ghê luôn á. Rồi đến bãi biển rồi các bạn ơi, đằng kia có một cái nhà nghỉ kìa. Ui, đẹp quá ta. Mình sẽ dẫn mọi người đi dạo biển nha các bạn.
Rồi anh em chạy căng thẳng nha, chỗ này xe ô tô khá là nhiều luôn á. Chạy không khéo là đụng bây giờ nè. Ôi, rồi luôn. Té rồi. Ôi ơi. Té rồi các bạn. Nhưng mà cũng may, đến chỗ rồi các bạn ơi, đến chỗ rồi. Nào nào nào. Anh chị ơi, cho em qua nha, cho em qua đường nha, cho em xin qua đường nha. Cho nhóm của tụi em xin qua đường đi. Chạy đến đây đã cực rồi mà bây giờ chỉ còn lại có mấy người thôi các bạn. Ôi, xe quá chứ luôn các bạn ơi. Rồi mọi người xuống biển nè, xuống biển nè. Đi dọc bờ biển các bạn ơi, bờ biển này đẹp lắm. Đó. Nào anh em. Hai các bạn ơi, mình nhớ là hướng chỗ này nó có một cái khu resort nè. Theo mình được không vậy? Theo mình được không vậy? Ây da, căng quá ta. Chỗ này mình phải đi xuống đây nè các bạn. Khu này nó có một cái chỗ resort rất là đẹp luôn. Hình như có hai thanh niên bị té rồi các bạn ơi. À, hai thanh niên này hồi nãy mà. Rồi rồi. Mọi người chạy đâu vậy? Mọi người chạy đâu vậy? Để mình tắt xe đi các bạn. Rồi luôn, mọi người chạy bằng đường trên kia rồi các bạn ơi. Trời còn quanh vào nữa. Chạy gì đó vậy? Đi bộ nè, ui da. Mình lấy cái chảo mình tán các bạn. Wow, các bạn có kìa, làm hay like kìa. Đó 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 đó, bay xuống mất luôn. Rồi, lại bị té nữa. Thôi không sao các bạn, dù sao thì mình bay đến nơi đó, các bạn thấy không, bay kìa, highlight các kiểu kìa. Ôi, định làm highlight giống mình hả? Không được đâu, không được đâu. Ôi đụng em cúng ngã rồi các bạn ơi. Đây, chỗ này có một khu resort này các bạn. Mình chạy xong chỗ này thì mình sẽ quay lại chỗ kia nha. Bây giờ chỉ còn lại một hai ba chiếc xe thôi các bạn. Ngày hôm nay nó cũng không khá gì hơn so với hôm trước ha. Cũng như vậy thôi các bạn ơi, mình chạy cẩn thận lắm luôn á, mình những người anh em của mình chạy cái gì đúng chán luôn các bạn, chạy đến nơi toàn bị té không à, còn lại có mấy người thôi các bạn ơi. Đó. Rồi resort đây các bạn, chỗ này phải nói đúng đẹp luôn á, ăn chơi các kiểu nè, đó trông giống như là bãi biển Vũng Tàu vậy các bạn, rất là đẹp nha, đủ thứ luôn nè. Rồi còn đằng kia còn đẹp dữ hơn nữa. Rồi mọi người quay ra đây với mình nè. Khu này là resort, mình trả lại cho các bạn xem thôi. Chứ ở đây mắc lắm các bạn ơi. Đằng kia thì nó sẽ đẹp hơn nhiều. Rồi. Còn lại hình như anh Phò này các bạn. Còn ở xe sau lại đây. Hai thanh niên Cora tím các bạn ơi. Vậy là đội của tụi mình chỉ còn thiếu Cora xanh thôi. Cora xanh thì đầu game bị té rồi. Rồi anh em ở đây đi, chạy theo mình chứ vậy, chạy theo mình chứ. Các bạn coi này, chạy theo mình quá chừng luôn. Rồi quay lại đi, quay lại đi. Đó, cô ra vàng các bạn ơi. À, cô ra vàng thì có rồi. Thanh niên nào bị dướng ở chỗ khu nhà này đây ta? À, các bạn, mình nhìn cái GPS mình thấy như có một thanh niên bị dướng kìa. Để mình xem đã. Ai bị dướng vậy? Có gì dướng thì mình kéo ra đây luôn. Ủa? Ai vướng đâu? À, cô ra đỏ. À, cô ra đỏ bị vướng các bạn ơi, cô ra đỏ bị vướng. Rồi, y. Chỗ này chơi hơi bị căng nè các bạn ơi, đá không à. Mình chạy từ từ thôi, mình chạy từ từ thôi. Đó. Đá nè, ui. Mình cầm cái chảo cura đó các bạn. Mình tắm một phát một, trời ơi, nghe cái sọt luôn á. Ngọt ghê luôn. Nè, ôi tắm không được ta, kỳ vậy. Nè, ôi. Cái bản mod này nó hơi bị hài đó các bạn. Tắm tắm các kiểu. Rồi. Ui da. Ui da. À các bạn, mình nhớ là ngay chỗ bãi biển này nè, có một đoạn làm highlight nha. Để một chút nữa kết thúc video á, mình sẽ thử bay xuống biển để xem là những người anh em của mình có bay xuống biển luôn hay là không nha. Đây các bạn coi nè, bãi biển rất là đẹp luôn. Dài lắm các bạn, còn bên kia nữa. Buổi tối mọi người ra đây nè, đốt lửa đẹp lắm luôn á. Rồi anh em theo mình nha anh em. Để mình chạy một vòng cho các bạn xem. Mấy thanh niên kia rồi ta. Chạy từ từ thôi, chạy từ thôi. Trong đây chứ người giặt nhiều lắm các bạn, chạy không cẩn thận là té như là chơi đó. Cái gì bà chị? Tán bà chị một phát luôn các bạn. Nữa này các bạn ơi, nữa nè. Cái gì bà chị? Té luôn, té luôn. Ơ chạy theo mình nè, đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Chạy theo mình nè, chạy theo mình nè, chỗ đây có đường đi mà. Chán nghe luôn các bạn, mấy thanh niên cứ chạy tùm lum tùm la. Đó, đoạn này nữa các bạn ơi, đoạn này nữa. Rồi. Vậy là xong rồi các bạn. Bãi biển thì nó chỉ có như vậy thôi, rất là dài nha. Bây giờ mình sẽ lên chỗ kia mình làm highlight để cho các bạn xem.
Không biết là những người anh em của những người anh em của mình có làm highlight giống mình hay là không đi ta. Để mình thử nha các bạn. Rồi mọi người, chỗ này chạy cùng kỹ năng đó các bạn. Đi đâu vậy, đi đâu vậy? Đó. Chạy không khéo là té như chơi đó các bạn ơi. Không đùa đâu, không đùa đâu. Bấm điện thoại nè, đi bộ nè, bấm điện thoại nè. Ôi không được luôn, chán vậy. Để em ơi, đừng có đụng nha, đừng có đụng nha, đừng có đụng nha. Đi đây với mình nè, đi đây với mình nè. À, các bạn cũng biết đường đi đó chứ, cũng biết đường đi đó chứ. Rồi, chuẩn bị làm highlight thôi các bạn ơi, chuẩn bị làm highlight thôi. Các bạn xem những màn highlight từ mình nè. Không biết là mấy anh em của mình có làm highlight giống mình được hay là không đây. Rồi, tăng tốc luôn nha, tăng tốc luôn nha. Hết cót luôn các bạn ơi. Rồi. Vào đây làm highlight thôi các bạn. Để mình thử nha. Chỗ này thì mình sẽ tăng tốc hết mức luôn các bạn ơi. Mình tắt mọi người. No bet này các bạn. Đó. Rồi rồi rồi, từ 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 từ. Bye nha các bạn, chuẩn bị nè các bạn ơi. Highlight đây, highlight đây các bạn. Rồi, tăng tốc, tăng tốc, tăng tốc. Hết mức luôn các bạn ơi, hết mức luôn, hết mức luôn. Rồi. Bye anh em ơi, chuẩn bị bye nè. Chỗ này có một đoạn bay xuống biển nè các bạn. Để mình lên đầu nha. Lên đầu. Trời ơi. À các bạn, những người anh em cũng bay xuống biển tới mình luôn nè. Còn hai niên kia thì bị dướng rồi các bạn ơi, xuống biển không được, xuống biển không được. Hai thanh niên cô tím đó. Rồi xong rồi các bạn ơi, ngày hôm nay coi như là tụi mình đã hoàn thành chuyến đi chơi Vũng Tàu rồi ha. À, tụi mình ở đây đi các bạn đó, tối nay nè anh em của tụi mình sẽ cùng nhau đi quẩy nha. Bây giờ chỉ có mình với lại cô ra vãng thôi các bạn, còn tất cả mọi người đều bị kẹt luôn. Đây các bạn nhìn bắn đòn nè. Mấy thanh niên chán ghê luôn á. Ở đây hai người, ở đây hai, ở đây hai. Rồi ok, bọn mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video của mình đây thôi các bạn ơi. Ngày hôm nay đi chơi vậy nó cũng khá là ổn định rồi ha. Rồi bọn mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Tạm biệt các bạn, bye bye. Ủa, ở đâu đây chạy lại vậy, mình không biết luôn các bạn ơi. Vừa tạm biệt các bạn xong ở đâu chạy lại hết hồn luôn á.